Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì mình về làm chương trình tại xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ở trong cuốn video này thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng ghé thăm không gian vườn cảnh của anh Nguyễn Cú Cường, một trong những người mà vừa rồi có đại diện một số tác phẩm đi dự triển lãm cây cảnh nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi năm 2023. Để cuốn video đầu tiên giao lưu tại không gian vườn cảnh của anh Nguyễn Quốc Cường. Hình ảnh đầu tiên thì mời các bạn chúng ta cùng đi lướt qua một vòng để tham quan các không gian vườn cảnh của anh Cường. Sau đó thì mình sẽ chọn ra một số tác phẩm chia sẻ đến các bạn. Nếu anh em nào xem được cuốn video này cảm thấy ưng ý, hợp nhận, muốn giao lưu thì mình sẽ chèn số điện thoại của anh Cú Cường vào trong cuốn video để các bạn tiện liên hệ và giao lưu. Dạ rồi. Mình chào anh em trên mạng và mình chúc tất cả anh em bà con sao rằng mạnh khỏe, hạnh phúc và may mắn trên mọi lĩnh vực. Dạ. Hình ảnh đầu tiên thì anh Cường muốn chia sẻ đến các bạn là một cây mai chiếu thủy. Mình có kích thước không anh Cường nghe? Có. Rồi anh cho cái số đo để anh em người ta hình dung. Cái bề ngon nó 10 phân. Bề ngon của bệ là 10 phân. Chiều cao từ mặt chảo lên. Cao là 20 phân. Cao 20 phân. Ngon tầng 34 phân. Tầng ngon là 34. Cái này mình nuôi được bao lâu anh Cường? Mua cái người to của Lào là cũng chứng mừng nè. Thì mình nuôi là 2-3 năm. Còn 119 giờ. Trên 10 năm mà nuôi được. Mình biết rồi có mình nó bấy. Dạ. Nhàn lá rấy này đẹp quá. Nếu các bạn mà yêu thích cây mai chiêu thủy, cây này thì một người bê tay nhẹ nhàng thôi, liên hệ với anh Quốc Cường. Số điện thoại thì mình sẽ chèn trong cuốn video để các bạn tiện liên hệ và giao lưu. Tiếp tục chuyển đến một cây thứ hai, trần lá nhỏ. Cây này bông cũng 10 phân luôn á. Đường kính là 10 phân. Đường kính bẻ. Chiều cao cũng. Chiều cao từ mặt chậu lên là 24. 25 phân. Tầng ngon. Ngon tầng cũng 35 phân. Tầng ngon cũng 35 phân. Cái này thì quá già. Đẹp. Dạ, đây được rồi anh. Tác phẩm tiếp theo giao lưu cùng cả nhà yêu cây cảnh thì đó là một cây linh sâm. Cây dáng thất độ.
Cái này cho có số đo anh Cường ơi. Nó bả mười mấy ạ? Bả chín. Bả chín. Tầng ngon. À, tầng ngon thì nó cái chả. Tầng ngon thì nhỏ phải không? Nó bả mấy ạ? Bao lan à? Bao lan. Thôi giảm chả. Cái này là một người bê nhẹ nhau ha. Còn ngon giờ cho người ta hiểu đi. Dạ. 40. 40. Có chậu lắng bể đế là 40. 40 ạ. Có sườn gì không? Dạ. Hiện giờ cây cho bông đẹp quá. À, tiếp theo là một cây sâm núi. Anh cho cái số đo đã để anh em người ta hình dung. Nó 50 á. Chiều cao qua từ dòng gốc xuống dòng chảy xuống dưới là 50. Anh đo có toàn ngon thì em ra. Nó ngon toàn nó cả 35 à. Toàn ngon 35. Cái này tại một người bê nhẹ nhàng. Cái này nuôi lâu lắm anh. Dạ. Hiện giờ thì cây đang ở nhà vườn. Đây là nhà vườn đang thả nuôi. Nếu các bạn quan tâm thì liên hệ với anh Cú Cường. Dạ dạ. Tiếp theo là một cây hải châu. Cây này thì một người bê cũng nhẹ nhàng thôi. Anh cho có số đo cao bổng thôi để em chia sẻ đến nha anh em. Chiều câu từ mặt chậu lên 50. 50. Nó cho 50. Dạ. Dạ hơn 50 á. Toàn 50 cho đi. À, để các bạn tiện hình dung thân. À, anh cho em có hình thân chỗ đây đi. Mình nếu mà đo dài là cả là phải đo đường, đường kính bể đó. Không bể ngon. Bể ngon của bể là 20. Chắc không có vòng quanh. Dạ. Cái này thì một người bê nhẹ nhàng. Cái này mình nuôi cũng lâu ha. Từ năm 2019 mình khai thác phao gì anh? Năm 2024 năm. Đẹp quá. Cái này mà tập chữa giờ nó trên này. Dạ. Không, cây này thì góc màu nhìn cũng đẹp. Cây này nó có phần thân là nó đã đẹp. Nó khóc mấy cây kia. Dạ. Bỏ đẹp ha. Nếu các bạn quan tâm tới cái cây hải châu này thì liên hệ với anh Cúc Cường.